Sau một thời gian có chiều hướng bị giảm, những ngày gần đây, giá nhiều loại lúa và gạo đứt nguyên liệu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã nhích giá trở lại từ 50 đến 150 đồng một ký so với cách nay một vài tuần. Giá lúa tươi IR50404, OM5451, OM380 đang được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 6.000 đến 6.400 đồng một ký. Giá bán các loại lúa thơm Jasmine 85, Đài Thơm 8 và OM18 ở mức 6.400 đến 6.650 đồng một ký. Còn giá gạo lứt nguyên liệu ở mức phổ biến từ 9.100 đến 10.000 đồng một ký tùy loại. Dự báo giá nhiều loại lúa gạo có khả năng còn tăng do nguồn cung giảm khi nhiều địa phương sắp thu hoạch dứt điểm lúa vụ đông xuân, trong khi đầu ra xuất khẩu gạo đang có nhiều thuận lợi.